cho tất cả các em học sinh đã quay trở lại với video hướng dẫn tự học môn vật lý tại nhà. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách giải bài tập áp suất trong chương trình vật lý lớp 8. Thầy trò chúng ta bước vào bài số 3. Một vật có khối lượng là 50 kg. Người ta cho khối lượng là M bằng 50 kg. Được đặt trên mặt bàn nằm ngang, được đặt trên mặt bàn nằm ngang với diện tích tiếp xúc với mặt bàn là 0,25 m². Lúc này chúng ta có diện tích tiếp xúc chính là S bằng 0,25 m². Đi tính áp suất mà vật gây ra trên mặt sàn chính là đi tìm P nhỏ cho hỏi chấm. Ở bài này chúng ta có tóm tắt như sau: cho M bằng 50 kg, S bằng 0,25 mét vuông và đi tìm áp suất của vật gây ra tại mặt sàn. Rồi, bây giờ các em để ý này. Rồi, chúng ta phân tích một chút nhé. Phân tích. Bây giờ để mà đi tìm được áp suất của vật thì chúng ta phải có áp lực chia cho diện tích bị ép. Đấy. Diện tích bị ép trong bài này người ta đã cho rồi, đó là 0,25. Như vậy cái này có rồi. Còn áp lực rồi, người ta chưa cho nhưng lại người ta lại cho 50 kg. Vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm áp lực thông qua cái khối lượng này. Thông qua khối lượng này. Mà các em để ý này, cái vật này thì lại được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Đó, bây giờ thầy vẽ cái mặt bàn ra để cho các em dễ hình dung đi ha. Đây. Đây là cái bàn. Và vật đặt trên cái mặt bàn nằm ngang này. Vậy thì lúc này các em thấy rằng áp lực mà vật tác dụng lên trên cái mặt bàn thì đúng bằng trọng lực của trái đất tác dụng lên trên trên cái vật này. Vậy cho nên lúc này ta có F sẽ bằng với B. Độ lớn của F đó sẽ bằng với B. Đó. Mà B thì được tính bởi công thức đó là 10 nhân m m. Vậy từ đây chúng ta thấy rằng để có được F thì chúng ta áp dụng công thức đó là B B hoa các em ấy, bằng 10 nhân m. Mà m đề bài có rồi. Vậy cho nên chúng ta dễ dàng tìm được B. Từ B đó chúng ta suy ra F. Được chưa? Vậy bước 1 chúng ta đi tìm B. Bước 2 chúng ta sẽ đi tìm áp suất. Rồi, cách giải của chúng ta là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta giải như sau. Vì vật đặt trên mặt sàn nằm ngang nên ta có là áp lực của vật tác dụng lên mặt sàn là lúc này áp lực của vật tác dụng lên mặt sàn sẽ bằng với trọng lực của vật đó. Mà trọng lượng của vật đó được tính bởi công thức B bằng 10 nhân M. Cho nên chúng ta thế vào 10 nhân cho 50 thì bằng 500 Newton. Sau khi có được áp lực rồi, chúng ta có tích diện tích rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi tính áp suất. Áp suất của vật. Áp suất
của vật gây ra trên mặt bằng là lúc này ta có B lúc này ta có B bằng F chia cho S và bằng F thì chúng ta vừa tính được đó là 500 chia cho 0,25 bằng và chúng ta được kết quả là 2.000 Newton trên mét vuông và đáp số anh thầy trò chúng ta tiếp tục với bài số 4. Một vật đặt một vật trên mặt sàn nằm ngang với diện tích tiếp xúc là 0,5 mét vuông. Vậy lúc này chúng ta có S bằng 0,5 mét vuông. Và gây ra một áp suất là 350 Newton trên mét vuông. Gây ra áp suất đó là B bằng 350 Newton trên mét vuông. Tính khối lượng của vật chính là đi tìm M. Vậy chúng ta có tóm tắt bài toán như sau. Cho S bằng 0,5 mét vuông và áp suất thì bằng 350 Newton trên mét vuông. Đi tìm khối lượng của vật. Chúng ta vẽ cái hình này hình ra để cho chúng ta dễ quan sát và phân tích ha. Bây giờ cái vật này thì đặt trên mặt sàn nằm ngang. Đấy. Như phân tích ở bên trên thì chúng ta thấy vật này đặt trên mặt sàn nằm ngang cho nên áp lực của vật này tác dụng lên mặt sàn có độ lớn bằng với độ lớn của trọng lực tác dụng lên lên vật. Như vậy lúc này B bằng với F. Không phải F. Được chưa? Mà để đi tìm M thì chúng ta biết rằng là gì? Trọng lực mà tác dụng lên một vật thì có độ lớn bằng với trọng lượng của vật đó. Cho nên B lúc này sẽ bằng 10 nhân cho M. Và từ đây chúng ta suy ra khối lượng của vật bằng B chia cho 10. Các em lưu ý cho thầy B của trọng lượng các em ghi hoa để phân biệt với lại B của áp suất thì các em cần gạch chân cho thầy B của trọng lượng gạch chân vào nha. Vậy thì cách giải cái bài này, bước 1 là các em phải đi tìm được áp suất áp lực tác dụng của vật tác dụng lên mặt đất. Từ cái áp lực này chúng ta suy ra trọng lực. Từ đó từ trọng lực chúng ta suy ra được khối lượng của vật. Rồi, qua phân tích như vậy, chúng ta giải như sau. Áp lực của vật tác dụng lên mặt sàn là áp lực của vật tác dụng lên mặt sàn là rồi, ta có đó là F thì bằng B B là B thường các em nhé nhân cho S B của áp suất đấy sẽ bằng 350 nhân cho 0,5 bằng 175 Newton
À, tại đây chúng ta lập luận là vì vật đặt trên mặt sàn nằm ngang. Nên trọng lượng của vật sẽ bằng với áp lực mà vật gây ra trên mặt sàn và bằng 175 Newton. Từ đó chúng ta đi tìm khối lượng của vật. Khối lượng của vật là ta có M sẽ bằng B chia cho 10 và bằng 175 chia cho 10 thì bằng 17,5 kg. Ta đáp số. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em cách giải bài tập trong bài áp suất trong chương trình vật lý lớp 8. Chúc các em thành công và gặp các em trong các video tiếp theo.